Thì phải nói rằng các mô hình mà nhà nước hỗ trợ á, thì tiền nó ít để chia như địa phương. Vấn đề là bây giờ nếu mà dồn lại thì các địa phương khác lại không có, cho nên cũng có những cái khó. Rồi khi chia ra thì lựa chọn mô hình á, thì cũng chưa hợp lý. Và đặc biệt khi mô hình để mà bán được á, thì hiện nay chúng tôi có thấy thế này là gì nè, chúng ta phải nói là đại đa số mô hình là chất lượng tốt và phát triển được. Ví dụ như SRI, ví dụ như mô hình máy cho ngang trên biển, rồi các cái mô hình sản xuất khác như trồng rừng, các khoản khác, rồi chanh leo cũng tương đối tốt. Tuy nhiên có những mô hình chưa tốt. Thế thì phải nói rằng là những mô hình tốt đó là lý do thế nào? Có mô hình không tốt là mô hình đặc sản, cây con đặc sản thì rất nguy hiểm. Ở vùng nghèo, nếu mà chúng ta để cây con đặc sản thì một là nó lại cao, mà hai là hỏng vì không bán được. Thứ hai là nguyên nhân của mô hình không bền vững á, là chúng ta đầu tư sản xuất hàng sạch Việt Gáp, nhưng mà cái thương hiệu chưa xây dựng được, chỉ dành địa lý nhất có chưa đồng bộ, rồi xây dựng mô hình như một vụ thôi, vụ dài không xây dựng, cho nên dân chưa tin. Thứ ba nữa là khi xây dựng mô hình nhé, thì đáng lẽ phải liên kết theo chuỗi, hình thành theo chuỗi luôn, tức là từ sản xuất rồi chế biến tiêu thụ thành một cái mô hình dạng đó, nhưng mà do cái nguồn vốn khó khăn cho nên là cũng chưa làm được. Thì cái này chúng tôi sẽ nghiên cứu thời gian tới khắc phục, làm cái đó để khi mô hình trọng tâm hơn và đào và kết hợp mô hình theo chuỗi để làm cái đó giúp. Và thứ hai là có cái chỉ dẫn địa lý, có cái sản phẩm thương hiệu sạch, để khi làm mô hình sạch ra thì phải bán nơi sạch giá cao hơn,